Alors? Đúng rồi chị. À, chị xin lỗi là chị muốn thuê để ở hay là làm văn phòng chị? Dạ. À, cho em hỏi là mình muốn thuê nhà trống hay nhà có nội thất đấy chị? À, cho em hỏi là chị muốn có nhu cầu thuê 2 phòng hay 3 phòng? Nếu mà 2 phòng thì giá đó là dao động từ 900 đến 1.000 đô ấy chị. Đúng rồi, ở Everest thì không có 1 phòng, chỉ có 2 phòng thôi chị. Vâng. Đúng rồi chị chưa chị thuê được. Bây giờ ấy, nghĩa là cái giá đấy thì chị cứ đến coi là có gì bọn em thương lượng cho chị. Được không chị? Ừ. Thì bây giờ như chính xác. Chị chắc đã thuê căn nào đây chưa? Đúng rồi. Chính xác. Ừ.